15 năm trước, tôi là một vũ công vừa tốt nghiệp đầy năng lượng và nhiệt huyết. Vào thời điểm đó, khi tham gia một show diễn thời trang cùng với bạn, tình cờ tôi đã được mời làm gương mặt đại diện cho một nhãn hàng thuốc tránh thai của Mỹ. Khi đó tôi còn quá trẻ để có thể tưởng tượng có một ngày đây là thương hiệu lớn nhất tại Việt Nam về thuốc tránh thai. Và thương hiệu thuốc tránh thai này đã giúp rất nhiều những cặp đôi tránh được việc mang thai ngoài ý muốn và nâng cao sức khỏe sinh sản cho họ. Trong suốt 15 năm qua, đam mê của tôi không hề thay đổi và tôi đã giữ đam mê đó để thực hiện công việc của mình. Và giờ đây, tôi đã là một biên đạo múa, trưởng nhóm múa của nhà hát ca múa nhạc Thăng Long. Sau giờ làm, tôi lại hối hả trở về bên gia đình, nấu cho ba mẹ những bữa cơm tối thật ngon vào mỗi lần tôi kết thúc công việc đúng giờ. Cái nghề của tôi là vậy, thật hiếm khi được thực hiện việc đó. Chia sẻ những điều tốt đẹp cho nhau, cả những điều bí mật và thầm kín. Tôi cũng thường xuyên lui tới những ngôi chùa để làm việc tâm linh. Tiếng chuông vang lên là mỗi lần tâm hồn tôi thoáng lên sự thanh tịnh. Tôi quyết định giữa việc buông bỏ hay lựa chọn để cân bằng cho cuộc sống của mình. Đó là cuộc sống của tôi 15 năm qua kể từ khi bén duyên cùng New Choice. Đó là sự lựa chọn của tôi, không hối tiếc. Hãy sống và biết yêu thương, có trách nhiệm với bản thân mình là bạn đã góp phần làm cho xã hội ngày một